Chứ này gặp nhau hơi bị nhiều đấy. Đáng giàu. Rồi hết những này rồi. Đấy là em đi mà, tôi đi mà. Vâng. Bắt đầu tôi chẳng biết, tôi cứ quay. Thế sau đó là tôi về, tôi cứ mở ra là có. Vâng, vâng, đấy. À, chỉ góp góp vui với các cụ thôi. Ừ, thì thế là. Đi đâu? Quá tuyệt vời rồi. Qua đi đâu? Qua nhà đi đâu? Đi đâu không ra đây? Cô ngồi trong giữa. Rồi, các con cứ vô tư đi. Chiếu trong nhà kìa. Bản sắc truyền thống tốt đẹp. Hôm nay nhân dân Ba Làng
Lạng Gia, Lạng Võ, Lạng Gia và Hạc Đình, tức Phủ Yên 1234 và Hạc Đình, ngày nay tổ chức lễ tiệc thi bánh mua bông truyền thống. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố buổi lễ mua bông được bắt đầu. Tới giờ buổi lễ mua bông hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí thuộc Bộ Văn hóa về lấy tư liệu, xin đề nghị nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Và giờ hôm nay tôi xin trân trọng có ông Khổng Văn Thuyết, nguyên bí thư huyện ủy An Biên, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tới giờ buổi lễ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có toàn thể các cô, các ông, các bà, các bác và toàn thể nhân dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin chúc các cô, các ông, các bà, các bác buổi lễ mua bông được bắt đầu. Hôm nay đi chùa mát quá.
dâng lòng tin bán thịnh Chúa điện ở kiều trông thiên thiên cùng thịnh thiên thiên thành vân công Chúa thường yên sáng đầu
quân hà đường.
ca bác tân từ bi phân chúng sinh tu tạo tin đi để khai quang xuất đà xuất
tam tòa thiên thánh xứng tâm so thánh đồng, tam tòa thiên thánh về xứng tâm so thánh đồng. Sắp tốt hơi dường già, đi lên trên ngàn gặp hòa nhiều hoa. Chúng bà đốt đuốc vào xa sớm chiều, chúng bà đốt hương sớm chiều vào xa. Nước suối nghe một bầu chấm tài lòng anh Ngọc Châu, trăng thanh gió mát bên đầu hòa ca hương răng hoa tỏa nhà cửa ý nhà ta. Buông đuốc buông đi qua cung điện tòa xa, đúc lên sông tiền chúa đẹp làm sao? Chân chúa đã thương cỡ đâu, sao mà nhân bắt nhịp cầu? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương bản cảnh chúng ta ngắm phương bạc xanh vàng, đèn soi sáng ngõ giàu sang đời người, dù những
quan. Tất cả mọi công tác đã xong. Đến bây giờ tất cả các cụ trong dân trong xóm tụ lộc tại ngoài sân nhà đền. Chào các bác nhé. Bây giờ là các cụ trong dân trong thôn công việc kính thánh đã kết thúc. Giờ phút này là các cụ chuẩn bị thu lộc tại sân nhà đền. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp video của chúng ta trong buổi chiều hôm nay tại sân đền Ba Làng xã Ngật, là tiệc lễ tiệc truyền thống ghi bánh và múa bông. Quay cả cái này á. Đấy, rất đồng các cụ. Hả? Đó, quay các cụ bây giờ các cụ đến lúc các cụ thổ lộc kìa. Đông vui như này mà. Rất đông các bác nhá. Bây giờ là các cụ chung cụ thượng ba dòng các cụ bắt đầu vào chương trình thụ lộc tại sân nhà đền. Mỗi giờ các cụ thụ thụ lộc bát cháo này, cháo cháo hòa các bác nhá, cháo ngon lắm, cháo này ăn vào nó mát ruột lắm. Cháo thì ở ngoài sân đình như này ngon lắm, không có gì. Đây 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 đây, đây các bác ơi, ăn mấy em bát cháo này, này cháo ngon lắm này. Ngon quá nè. Đấy. Đồng vui quá các cụ, hôm nay các cụ có vui không? Lâu lắm, năm nay có một đấy. Không phải là... Đây, đây, cụ đây. Vâng, cụ Thuận. Bao nhiêu năm nay mới có một ngày múa bông. Đấy, các cụ ngồi này nó sáng sủa không? Ngồi này vừa sáng vừa mát. Cháo các cụ nấu ngon nè. Ông nở ơi, nở đây giường sắp chụp bác Thiện và Hiến này. Muốn chụp ai nữa đó. Rất tuyệt vời các bác ạ. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 âm lịch phải không? Được không? Dạ. Phải nói là lâu lắm năm nay mới lại tổ chức một cái buổi tiệc này, phải nói là cũng đã hoành tráng cụ ạ. Nhưng mà sang năm các cụ có sự thay đổi hơn một tí nữa thì nó rầm rộ hơn.
Nhưng năm nay ở dưới thôn dưới là họ lại bánh dày của nó là quá là ngày hội. Có thể có những thứ đấy nó làm ở dưới đấy là chính là mình có. Đấy, sau khi các bãi phụ lộc đến giờ này là các bãi cũng ra về dần dần, ra về dần dần. Thì còn một số các cụ gái làm thôn, người chùa kết hợp với các cụ ở trong thôn xóm tập trung dọn dẹp tất cả những thứ gì mà ngày tiệc của đền để lại, tất cả đều chung một niềm vui phấn khởi, yêu yêu quê mình, yêu thôn mình và yêu tất cả những cái ngày tiệc truyền thống của thôn xóm xã. Kể từ năm nay trở đi cũng sẽ hy vọng mọi cái công tác tổ chức như nào quay bài lâu lâu đấy, cụ nào cổ nãy đã ăn xong rồi, tay mỗi người cũng có một tí lọc về để cho các con các cháu để có một sức mạnh tinh thần ngoan ngoãn học giỏi, kính trên nhường dưới và làm được nhiều việc khác.